Con này tiến trình thật của mình. Và đây là một ngày mà tất cả những đứa con của Chúa có thể hát cùng nhau và mang một ý nghĩa mới. Đất nước tôi là một vùng đất tự do, vùng đất mà bố tôi đã qua đời, vùng đất là niềm tự hào của Israel. Tự do luôn lên tiếng ở mọi vùng núi đồi. Và nếu nước Mỹ là một quốc gia tuyệt vời thì những cái điều trên sẽ trở thành hiện thực. Và vì thế, hãy tự do lên tiếng từ những ngọn đồi lớn ở New Hampshire. Hãy tự do lên tiếng từ những núi vĩ đại ở New York. Hãy tự do lên tiếng từ vùng Everglades cao ráo của Minnesota. Hãy tự do lên tiếng từ vùng Rockies đầy tuyết của Colorado. Hãy tự do lên tiếng từ những dải dốc song song ở California. Nhưng không chỉ thế, hãy để tự do lên tiếng từ những ngọn núi đá ở Viola. Hãy để tự do lên tiếng từ những ngọn núi lúc còn ở Tennessee. Hãy để tự do lên tiếng từ một mọi ngọn đồi ở Mississippi, từ những vùng núi đồi. Hãy để tự do lên tiếng. Và khi điều này xảy ra, và khi chúng ta tự do lên tiếng, khi chúng ta để tự do lên tiếng từ mọi vùng quê, từ mọi ngõ xóm, từ mọi bang và từ thành phố, chúng ta có thể tiến sát tới những ngày đứa con của Chúa, những người da đen, những người da trắng, những người Do Thái và những người không Do Thái, người theo đạo Tin Lành và người theo đạo Thiên Chúa, có thể chung sức và cùng nhau hát vang những lời mang tinh thần của những người da đen cũ, và cuối cùng cũng được tự do và cũng được tự do. Cảm ơn Chúa tối cao, cuối cùng chúng con cũng được tự do. Bài thực hiện rất là tốt. Nhưng một nhà lãnh đạo ngôn từ phải sao các bạn? Phải rất lưu loát. Không thuộc bài nhưng chúng ta cũng phải thể hiện một ngôn từ cực kỳ lưu loát và năng lượng. Các bạn ạ. Nào, em quay lại đi. Là các bạn sẽ coi đây, sẽ coi trước là đọc. Không dùng ngôn từ là, khi chúng ta đọc là ngôn từ của chúng ta phải sao ạ? Lưu loát. Rồi, cho đi. Và đây sẽ là một ngày, ngày mà tất cả những đứa con của Chúa có thể hát cùng nhau. Đất nước tôi là một vùng đất tự do. Đúng không ạ? Chúng ta đọc, chúng ta phải có từ truyền cảm trong đó nữa. Cái cảm xúc. Nhà một là một nhà lãnh đạo, không phải lên là chúng ta đọc oan oan các bạn. Đôi khi các bạn không cảm nhận được. Nếu không cảm nhận là một nhà lãnh đạo, không cảm nhận được cái bài diễn văn đó thì không thuyết trình. Các bạn hiểu mà. Cảm nhận bằng gì ạ? Bằng trái tim. Thì các bạn, người nghe dưới họ sẽ biết ngay. Vì cái năng lượng của người cảm nhận được và người không cảm nhận được, nó phải thực sự rất tình cảm. To hay nhỏ không ạ? Không quan biết cảm nhận. Khi bạn càng cảm nhận thì năng lượng của bạn càng cao. Người nghe càng thuyết phục. Các bạn nắm không ạ? Đấy, tiếp đi các bạn. Các bạn sẽ thấy là ông ấy, cái ông nói rất là tiện. Tôi luôn luôn lên tiếng từ mọi vùng đồi núi đồi. Nếu nước Mỹ là một quốc gia tuyệt vời thì những điều trên sẽ trở thành. Và vì thế hãy để tự do lên tiếng từ những ngọn đồi. Chúng ta phải lên xuống,
một chút xíu, các bạn nắm không ạ? Đấy là những cái cách mà các bạn diễn thuyết, tại vì hôm nay cái giọng của Trích nó hơi khàn cho nên là Trích không diễn đạt hết. Nhưng khi chúng ta là một nhà lãnh đạo, chúng ta không đọc một là bài diễn văn nó suông một lèo, các bạn hiểu mà, và nó phải có sự lên xuống một chút xíu. Và ngôn từ sao các bạn, nó phải mạch lạc và suông. Các bạn có thể đọc sai ngôn từ không sao cả, có thể sai một chữ hai ba chữ không sao, nhưng chúng ta phải suông các bạn nhé, tại vì không ai là hoàn thiện cả, cho nên các bạn không phải suy nghĩ gì. Nhưng mà khi người ta nghe cái giọng của mình là người ta biết mình là gì các bạn, là nhà lãnh đạo, các bạn hiểu không? Nghe giọng, nghe âm vang của giọng là người ta biết mình là gì các bạn, là một nhà lãnh đạo. Cho nên bởi vậy đây là cái chị về chị học thuộc, chị mô phỏng theo, và luôn luôn khi bạn mô phỏng được người này thì tất cả các bài thuyết trình của bạn, vì khi chúng ta đã làm được một lần là cái dòng năng lượng đó nó nằm trong chúng ta, thì những lần sau nó sẽ đi luôn. Các bạn nắm không ạ? Hello. Yep. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị nha.